Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 27 tháng 9 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn có mưa rải rác, tuy nhiên mưa phân bố không đều và nền nhiệt còn ở ngưỡng mát mẻ, chỉ ở mức 30 độ. Đến trưa chiều nay trời tạnh ráo và thuận lợi hơn cho giao thông cũng như hoạt động thường nhật của người dân. Trưa nay mức nhiệt cao nhất toàn miền cũng chỉ dưới 34 độ. Dự báo ngày mai thì khối không khí mát từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại nhưng với cường độ yếu và trung tâm thì lệch đông nên sự biến đổi thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ là không nhiều. Mưa chỉ xuất hiện một vài nơi thuộc vùng núi nhưng trời cũng nhiều mây hơn và nhiệt độ trưa chiều thì không tăng cao, chủ yếu vẫn ở khoảng 31 đến 33 độ. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến các bệnh lý ở trẻ em gia tăng, trong đó hiện nay đang bùng phát bệnh tay chân miệng. Trong điều kiện thời tiết này thì khuyến cáo phụ huynh và giáo viên một số biện pháp phòng bệnh cho trẻ như sau. Rửa tay thường xuyên với xà phòng trước khi chuẩn bị thức ăn và ăn uống. Làm sạch môi trường bị ô nhiễm và các vật dụng bẩn bao gồm cả đồ chơi với xà phòng và nước, sau đó khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường. Theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh và chăm sóc y tế kịp thời nếu trẻ sốt cao, ly bì và mất tỉnh táo. Luôn lau dọn nhà cửa, nhà trẻ, trường học thật sạch sẽ. Trở lại với thời tiết các tỉnh thành Trung Bộ. Sáng nay một giải hội tụ nhiệt đới lại được thiết lập qua khu vực nên các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng đã có mưa rào trở lại. Dự báo trong 3 ngày tới mưa rào rải rác tiếp tục duy trì tại các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, Quảng Trị. Trong khi đó phía Nam từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận cũng lưu ý với những cơn mưa rông rải rác về cuối ngày. Được nhận định có cường độ không nhiều và thời gian xảy ra ngắn nhưng mưa rông sẽ tiềm ẩn khả năng có rông sét và gió giật mạnh, đặc biệt với khu vực tiếp giáp biển. Nền nhiệt tại các tỉnh thành miền Trung không tăng cao với trưa chiều phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của trường gió Tây Nam có cường độ trung bình nên thời tiết trong 2 đến 3 ngày tới không biến động quá nhiều. Ban ngày trời nắng gián đoạn cùng nhiệt độ trong khoảng thời gian này sẽ tăng lên 28 đến 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Đến khoảng chiều tối và tối thì sau một quá trình tích ẩm đủ mạnh, những cơn mưa rào sẽ xuất hiện từ diện rải rác đến nhiều nơi trên khu vực, tập trung tại phần phía nam của Tây Nguyên và các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ. Người dân cần cảnh giác với dông sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng đêm và sáng ngày 29 và 30 tháng 9, phần đông nam khu vực sẽ có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất ban trưa chỉ dưới mức 34 độ, tạo cảm giác mát mẻ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới trời phổ biến trạng thái đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 29 và 30, nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 28 đến ngày 30, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa sẽ ở ngưỡng 31 đến 34 độ trong ngày mai, sau đó sẽ còn giảm thêm 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thời điểm trưa chiều sẽ ít biến động và ở mức 31 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 28 đến 31 độ. Với khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, đề phòng khả năng có dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng 30 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới trời phổ biến trạng thái đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ở mức 30 đến 33 độ. Trên biển 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ thịnh hành gió đông đến đông nam có cường độ trung bình. Mưa rào và dông tăng lên dưới diện rải rác, đặc biệt là vùng biển phía tây của khu vực này. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, sẽ thịnh hành trường gió Nam đến Tây Nam với chủ yếu cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.